Việt Nam có tiềm năng trở thành trung tâm phần mềm của châu Á. Trong bối cảnh thế giới ngày càng phát triển mạnh mẽ về công nghệ thông tin và phần mềm, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có những cuộc tiếp xúc quan trọng với các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Ông nhấn mạnh rằng Việt Nam hoàn toàn có khả năng trở thành một trung tâm phần mềm của châu Á nhờ vào nguồn nhân lực chất lượng cao, sự đổi mới sáng tạo và chính sách hỗ trợ từ chính phủ. Tiềm năng của Việt Nam. Việt Nam sở hữu một nguồn nhân lực trẻ, năng động và đam mê công nghệ. Các trường đại học và viện nghiên cứu trong nước đã và đang đào tạo ra nhiều kỹ sư, lập trình viên giỏi, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của ngành công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, sự phát triển nhanh chóng của hạ tầng công nghệ cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các giải pháp phần mềm. Hợp tác quốc tế. Thông qua việc tiếp xúc với các tập đoàn công nghệ hàng đầu, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi và hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài. Sự hợp tác chặt chẽ giữa chính phủ và các doanh nghiệp công nghệ quốc tế sẽ giúp Việt Nam nhanh chóng tiếp cận các công nghệ tiên tiến, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp phần mềm. Chính sách hỗ trợ. Chính phủ Việt Nam đã triển khai nhiều chính sách nhằm hỗ trợ ngành công nghệ thông tin, bao gồm việc giảm thuế cho các doanh nghiệp công nghệ, đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các start-up trong lĩnh vực công nghệ. Những chính sách này không chỉ thu hút đầu tư mà còn thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp phần mềm trong nước. Với sự quyết tâm và chiến lược đúng đắn, Việt Nam hoàn toàn có thể vươn mình trở thành trung tâm phần mềm của châu Á. Sự kết hợp giữa nguồn nhân lực dồi dào, chính sách hỗ trợ từ chính phủ và sự hợp tác với các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới sẽ là nền tảng vững chắc cho sự phát triển này. Tổng Bí thư Tô Lâm đã thể hiện tầm nhìn xa và quyết tâm mạnh mẽ trong việc đưa Việt Nam trở thành một trung tâm công nghệ hàng đầu trong khu vực.